Nam TV. Tân An chào các bạn đi. Chào các bạn. Hôm nay bố và Tân An sẽ đi thăm cá ở thủy cung nhá. Dạ. Nào chúng ta đi thôi. Mê cung cá, thủy cung đúng không? Wow, thật là nhiều cá luôn. Sao mà nhiều cá vậy trời? Lấy đâu ra mà nhiều vậy trời? Trời ơi là trời, sao mà nhiều cá vậy trời? Wow, con cá đuối này to chưa? Đẹp lắm ta nè, to lắm. Đi, chúng ta đi. Đi. Ta đang vào xem chim cánh cụt kìa. Đẹp chưa? Wow. À, chim cánh cụt đấy các bạn ạ. À, lần đầu tiên mình thấy chim cánh cụt đấy. Nhảy. Đây toàn thấy qua TV thôi nhỉ. Ta đang đây. Thì đây xin một con về nuôi nhá. Được không? Nhớ Ta đang có nuôi được không? Đây đây, bạn này nhìn rất là yêu này. Và đây là chúng ta đi kiếm ăn đấy. Hay à. Đây. Ôi bạn này lặn siêu chưa? Bơi cũng giỏi mà lặn cũng siêu các bạn ạ. Wow. Hello chim cánh cụt nha. Đấy bạn ấy trả lời này đấy. Bạn ấy thông minh thế này. Cái đuôi dài ơi là dài.
mang theo một con trăn rất là to. Dạ. Ồ. Con trăn này chơi được thế nào ạ? Nó không cắn được người đâu. Bên này có sợ không? Có sợ trăn đâu? Không sợ đâu nhỉ? Con trăn. Ui đẹp quá này, thế này nó đẹp quá này. Đấy. Tân An không sở răn chút nào nhỉ? Tân An nhỉ? Tân An có sở răn không? Không sở chút nào đúng không? Răn này không cắn người đâu. Wow. Có nhiều người còn nuôi răn ở trong nhà cơ mà. Đi, chúng ta đi đi. Có rất là nhiều cá các bạn ạ. Tân An có thích cá không? Đi chúng ta lại đằng kia đi. Tân An đi đi. Đằng kia. Đấy đấy. Rồi, rất là nhiều cá luôn nhá. Đây là cá chép nhá. Hình như cá chép này. Đây là cá chim này, còn chú cá kia là chú cá hải tượng, rất là to luôn các bạn ạ. To hơn cả người mình luôn. Wow, đây có rất là nhiều cá đẹp Tân An này. Cá gì mà đẹp vậy ta? Cá sấu hỏa tiễn các bạn nhá. Tân An nhá. Đây là cá sấu hỏa tiễn nhá. Đẹp nhờ. Còn đây là cá tầm này. Wow, rất là nhiều cá luôn. Tân An giao tiếp với cá đi. Chào cá nào. Có cả con cá nhỏ đấy đúng không? Hả? Cá nhỏ sống chung với cá lớn đấy nhỉ? Một quần thể cá luôn. Có cả con cá trắng này. Đó. Ờ, có một con cá trắng đây này. Để xem nào. Nhìn như của con lợn đấy nhỉ? Kiểu con mèo luôn. Giống con mèo á. Cá là giống con mèo, một cười đấy nhỉ? Cái Tân An bảo cá tắm nước nóng phải uống nhá. Uống thuốc vào nhá. Đúng rồi, phải uống thuốc và phải tắm nước nóng thì không mới không ốm nhỉ. Đấy, còn cá này. Hai bạn luôn nhỉ? Hai bạn này đang ốm ở bàn kia kìa. Còn bằng vàng kia đang ốm kìa. Đi, chúng ta đi thôi. Thế là Tân An vừa đi xem thủy cung và thăm cá về đúng không? Thế Tân An phát biểu cảm xúc của mình sau khi đi xem thủy cung nào? Thế Tân An có thấy vui không? Có thấy thích không? Thế trong mấy con đấy mình xem thì Tân An thích con nào nhất? Quá, Tân An thích chim cánh cụt à? Thế bây giờ bố xin một con chim cánh cụt về nuôi thì Tân An có chăm sóc được không? Nhưng mà chăm sóc thì không được để cho đấy bạn ấy buồn rồi cả bạn ấy ốm nhá. Thế bây giờ bố đi xin một con nhá. Thế Tân An chào Tân An, tạm biệt các bạn, để chúng ta đi về và đi xin kem cánh cụt nào. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.